Thưa quý vị, 10 năm qua, Hà Nội đã 5 lần phát động chiến dịch dành lại vỉa hè cho người đi bộ. Thế nhưng chiến dịch này gặp rất nhiều khó khăn. Tuyên truyền nhiều, xử phạt cũng không ít. Thế nhưng cứ vắng bóng lực lượng chức năng thì vỉa hè lại bị chiếm dụng. Sau đây là phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Với đặc thù là phố cổ nên vỉa hè của các con phố này rất chật hẹp và các chủ cửa hàng ở đây từ lâu đã coi vỉa hè trước cửa nhà mình là của riêng. Do vậy, chút vỉa hè ít ỏi của các con phố này đã bị chiếm dụng làm chỗ đỗ xe và bày bán hàng hóa. Ngay cả khi trời mưa, các cửa hàng vắng khách thì chút vỉa hè dành cho người đi bộ cũng không có. Tại vì không có lối đi bộ trên vỉa hè, biết là như thế nhưng không còn có cách nào khác. Hàng hóa là người ta bày hết ra đường rồi thì tôi đi xuống đường thôi. Khi được hỏi lý do tại sao bày bán hàng hóa và để xe chiếm hết vỉa hè, thì đa số các chủ cửa hàng đều né tránh. Thôi, bây giờ cái đấy không phải đâu. Tôi... Nhà khác thì em không biết, nhưng mà nhà em là bình thường cũng vẫn bày gọn, nhưng nhà em không lấn chiếm vỉa hè. À không, hôm nay là nó có cái sự bùng phát thôi, tại vì lúc ấy khách đông quá thì là tình cờ để một hai cái ở đấy thôi, chứ cũng không hẳn là nó là lấn chiếm. Tức là một hai cái nữa là của nhân viên, thì chỉ có hai cái của khách thôi, còn lại là của các nhân viên nhà em. Các em nó chưa kịp đi gửi xe bởi vì hôm nay mưa quá. Cái này đẩy xe thì đại khái là mưa gió cái thứ đẩy một chốc một lát thôi mà. Vỉa hè thành nơi kinh doanh đã lấy mất không gian dành cho người đi bộ và ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông của các phương tiện. Để lập lại trật tự vỉa hè thì cần có giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn. Về lâu dài thì quận Hoàn Kiếm cũng đã xây dựng các cái phương án về hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, ví dụ như là quy hoạch là bãi đỗ xe trên địa bàn, trong đó sẽ đầu tư xây dựng bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe nổi để giảm tải cái hạ tầng kỹ thuật trong khu vực. Ngoài ra thì quận Hoàn Kiếm cũng đang nghiên cứu cái phương án lắp đặt camera phạt nguội trên toàn địa bàn quận để phục vụ cho việc kiểm tra xử lý. Vỉa hè là của chung nhưng lại bị chiếm dụng làm của riêng. Theo thống kê của thành phố Hà Nội thì có khoảng 6,2% tuyến đường còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, khoảng 22,4% tuyến phố có tình trạng hè phố bị khai thác, sử dụng trái phép để kinh doanh hoặc trông giữ xe. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết theo những quy định mới tại thông tư số 43 của Bộ Giao thông Vận tải, kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2024, có 19 trường hợp xe cơ giới có sự thay đổi xe ô tô cải tạo vẫn được phép cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định. Nghị định 43 cho phép bổ sung 10 trường hợp đã quy định tại thông tư số 85 được cấp phép đăng kiểm mà không phải thực hiện lập hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo. Thêm 9 trường hợp, xe ô tô cải tạo vẫn được phép cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định, gồm xe có thay đổi cửa lên xuống khoang hành khách, không bao gồm thay đổi vị trí và kích thước cửa, xe thay đổi một số kết cấu thùng chở hàng như bịt kín hoặc thay đổi kết cấu cánh cửa thùng hàng, thay thế tôn bọc dạng phẳng thành dạng sóng hoặc ngược lại, xe lắp thay thế hoặc tháo bỏ nắp che khoang chở hàng, hành lý của xe ô tô pick-up nhưng không làm thay đổi kích thước lòng thùng hàng và kích thước bao của xe, xe lắp đặt thêm đèn sương mù dạng rời, xe thay thế cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng cụm đèn đã được chứng nhận hoặc công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mà không cần phải gia công thay đổi kết cấu của xe để đảm bảo việc lắp đặt. Xe thay thế bóng đèn thuộc cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng bóng đèn loại khác có công suất tiêu thụ điện tương đương mà không cần phải can thiệp thay đổi kết cấu của cụm đèn. Xe thay đổi các chi tiết bộ phận thân vỏ là tùy chọn của nhà sản xuất xe nhưng không làm thay đổi kích thước bao ngoài của xe, trừ các trường hợp quy định tại điều 6 thông tư này. Việc lắp đặt thực hiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất xe hoặc đại diện được ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất xe. Xe thay đổi về kiểu dáng một số chi tiết của phần thân vỏ xe như lưới tản nhiệt trước xe, cánh lướt. Xe lắp đặt thêm mui gió trên nóc cabin ô tô tải, bậc bước chân lên xuống, trang trí ống xả, đai trang trí bảo hiểm đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu mà không làm thay đổi kích thước bao ngoài của xe. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo, dự kiến lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2023-2024 khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ gồm 2 đợt và diễn ra trong 12 ngày. Thời gian lấy nước đợt 1 phục vụ sản xuất gieo cấy vụ đông xuân 2023-2024 khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 23 tháng 1 đến 24 giờ ngày 30 tháng 1. Đợt 2 từ 0 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2024
đến 24 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2024. Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ vận hành tối đa các nhà máy thủy điện để duy trì mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội đạt trung bình khoảng 1,7 đến 1,9 mét. Để bảo đảm tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, Cục Thủy lợi yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố, các đơn vị quản lý hệ thống thủy lợi liên tỉnh chỉ đạo phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành việc khơi thông dòng chảy, giải tỏa các ách tắc, phương tiện thi công nạo vét trên hệ thống dẫn nước ngay cả khi nguồn nước cho phép, tổ chức vận hành tối đa công trình thủy lợi lấy nước, tăng cường tích trữ nước tối đa trong hệ thống, vận động hướng dẫn người dân thực hiện sớm việc làm đất để giữ nước trên ruộng, tổ chức tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa để tránh rò rỉ, thất thoát, lãng phí nước, bố trí lực lượng thường trực tại công trình thủy lợi đầu mối trong toàn bộ thời gian lấy nước, bảo đảm việc lấy nước hiệu quả và an toàn. Thưa quý vị, nhằm có nguồn nguyên liệu hoạt động ổn định và tạo sự gắn kết lâu dài với người trồng mía, hiện các nhà máy mía đường ở khu vực miền Trung Tây Nguyên đều thực hiện chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu cây mía. Trung bình mỗi hecta mía, các nhà máy đầu tư cho người nông dân từ 20 đến 50 triệu đồng để trồng mới hoặc chăm sóc lưu gốc. Tại Phú Yên, niên vụ mía này, hai nhà máy mía đường lớn là công ty trách nhiệm hữu hạn KCP Việt Nam và công ty cổ phần mía đường Tuy Hòa đã dành hơn 530 tỷ đồng để phát triển và giữ vững vùng nguyên liệu. Thực hiện chuỗi liên kết với các công ty mía đường, nông dân chỉ cần có đất, còn các chi phí đầu tư khác đều có nhà máy cho mượn và không tính lãi. Chuỗi liên kết giúp nông dân không cần vay nóng bên ngoài, cây mía cũng tăng năng suất đáng kể. Tất cả mà thành lý hợp đồng mà làm tốt với KCP thì đến 1.330.000. Thì cái này thì nông dân thấy rất phấn khởi về với giá cả. Một số chính sách đầu tư không tính lãi suất như là phân, là giống, là một số hỗ trợ tưới nước như là ống nhà giọt là không tính lãi suất. Nhờ cái áp dụng cái mô hình tưới nước nhà giọt thì đã thu lợi nhuận lại tới 1 hectare là 13 đến 15 tấn. Vụ này, các công ty mía đường thu mua mía với giá từ 1,1 đến 1,3 triệu đồng mỗi tấn, chưa gồm các chi phí hỗ trợ vận chuyển, tăng 6% so với niên vụ trước. Phấn khởi hơn, diện tích mía nằm trong chuỗi liên kết giữa nông dân và các nhà máy tiếp tục tăng và điều này đã giúp cho người trồng mía giảm bớt gánh nặng về đầu tư vốn. Hôm nay thời tiết rất là tốt cho nên là mía là phát triển rất là tốt và năng suất năm nay cũng rất là cao. Đó, thì với cái giá mía hiện nay á, thì chắc chắn là bà con sẽ có một cái vụ mía là có cái thu nhập rất là tốt. Ngoài cái chính sách hỗ trợ của công ty, thì áp dụng các cái công nghệ mới trong cái canh tác, ví dụ là mình trồng hàng đôi, hỗ trợ cho bà con về hệ thống nước tưới nước, rồi trồng máy, thì áp dụng những cái công nghệ mới và những cái khoa học kỹ thuật mới để cho bà con áp dụng vào, vừa giảm cái chi phí nhân công nhưng mà vừa tăng được năng suất và chất lượng mía. Phú Yên có gần 26.000 hecta mía. Theo tính toán của nông dân, với giá mía hiện nay, sau khi trừ chi phí, họ thu lãi từ 30 đến 70 triệu đồng mỗi hecta. Những ngày này, niềm vui được mùa, được giá đang hòa chung vào không khí đón năm mới của bà con nông dân trồng mía Phú Yên. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhu cầu di chuyển về quê ăn Tết của người dân đang tăng cao từng ngày. Dù các hãng hàng không đã lên kế hoạch tổ chức thêm chuyến, tăng số lượng tàu bay, bổ sung thêm hàng nghìn vé mới, thế nhưng giá vé máy bay Tết vẫn rất cao. Đến thời điểm này, vé khứ hồi của Vietravel Airlines chặng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội dao động từ hơn 6,5 đến hơn 7 triệu đồng tùy thời gian trong ngày. Vietjet Air gần 7 triệu đồng, Bamboo Airways lại hơn 7,5 triệu đồng. Giá vé máy bay Tết tăng cao. Thậm chí nhiều chặng giá vé Tết còn cao gấp đôi ngày thường. Cho đến hiện tại thì vẫn đang các hãng hàng không và Vietnam Airlines vẫn đang thực hiện công bố giá vé nằm trong cái khung giá vé được cho phép. Và tuy nhiên thì ở trong đấy thì nó cũng có những cái do cái mức giá của các hãng hàng không bao giờ cũng có khoảng từ 12 đến 13 cái mức giá khác nhau. Nên căn cứ vào cái nhu cầu của hành khách thì có những cái điều chỉnh nhất định ở trong cái khung giá vé đấy. Chứ còn mức giá thì vẫn nằm trong cái mức giá quy định. Theo Cục Hàng không Việt Nam, tình trạng thiếu máy bay do chỉ lệnh an toàn của Cục Hàng không Liên bang Mỹ, một số động cơ máy bay A320, A321 phải tháo đi kiểm tra. Vì thế, số lượng máy bay nội địa phục vụ Tết sẽ giảm khoảng 20 tàu so với Tết năm trước. Ngoài ra, giá nhiên liệu tăng cao, chiếm tới 40 đến 45% giá thành vận tải hàng không. Đây là những nguyên do khiến giá vé tăng thời gian qua và giai đoạn Tết giá vé càng cao hơn để các hãng bù đắp được chi phí bay hai chiều của mình. Tết là hầu như chúng tôi chỉ bay có một chiều thôi,
Trước Tết thì hầu như là từ thành phố Hồ Chí Minh ra các thành phố khu vực miền Bắc thì khách rất đông, nhưng khách ngược lại hầu như không có. Và sau Tết cũng thế, lại từ khu vực miền Bắc, miền Trung vào thành phố Hồ Chí Minh, khu vực miền Nam, và khách ra miền Bắc hầu như không có. Nên là để tính toán chi phí, bù đắp được các chi phí thì các hãng không cũng tính toán giá vé cho nó hợp lý. Đến thời điểm này, các hãng bay đã thuê thêm máy bay để tăng chuyến cho mùa cao điểm Tết, tập trung tăng tần suất khai thác trên các đường bay trục chính như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các đường bay địa phương có nhu cầu cao như thành phố Hồ Chí Minh, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng.